các bạn, chúng ta cùng đến phần đầu cai đề tháng 7 năm 2014. Câu hỏi đầu tiên, câu số 24 đó là người viết đoạn văn này thì khi giới thiệu bản thân mình tại sao lại nói về anime mà mình thích? Tôi thì rất thích anime của Nhật. Khi giới thiệu bản thân, lúc nào cũng thế tôi sẽ cố gắng nói về anime mà mình thích. Điều đó thì sẽ nhanh chóng tìm được đúng không? Nhanh chóng tìm thấy người mà có cùng sở thích với mình và sẽ trở thành bạn với người đó. Rồi khi mà lần đầu tiên gặp tô mực là bạn thân của tôi ấy thì tôi cũng đã làm như thế trong lớp học tiếng Nhật. thì người mà nô no đây là người nhé, người mà nghe tôi giới thiệu bản thân và lần đầu tiên bắt chuyện với tôi đó chính là anh ấy là cái bạn tôm này đúng không? và chúng tôi thì có cùng anime mà mình yêu thích, cho dù là tiếng Nhật không được giỏi đúng không ạ, tiếng Nhật kém đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn có thể duy trì được cuộc nói chuyện, vẫn có thể nói chuyện được với nhau và ngay lập tức trở nên thân thiết với nhau đúng không ạ? Ok, vậy thì tại sao khi giới thiệu bản thân lại nói về anime mình thích? Thứ nhất đó là bởi vì có nhiều người nói về anime của Nhật trong khi giới thiệu bản thân có nhiều người là sai nhé bạn tác giả không hề nói thế đúng không? Nhanh chóng tìm được một người bạn mà có chung sở thích đúng không mọi người? Rồi chính là câu này luôn đấy ạ. Câu 3 nào. Bởi vì mình sẽ nhanh chóng tìm được người có chung sở thích và muốn nói chuyện bằng tiếng Nhật. Kém đây. Tiếng Nhật kém đúng không? Cho nên câu này là sai nhá. Tiếp theo đó là tiếng Nhật thì vẫn còn kém, nhưng mà à tiếng Nhật thì vẫn còn kém nên mà chỉ có thể shikanai đúng không ạ? Chỉ có thể nói về anime thôi là sai nha các bạn. Ok, đáp án 2 nhá, bởi vì nhanh chóng muốn tìm ra một người, một người bạn mà có chung sở thích với mình đúng không ạ? Rồi, theo cho đoạn mail này thì cho rằng vào chủ nhật tuần sau, muốn làm gì cùng với Emily OK và chủ nhật tuần sau thì từ 10 giờ đến 5 giờ có cái lễ hội văn hóa quốc tế ở cái trung tâm thị dân này chúng ta cùng đi nhé. Ở đây thì tổ chức lễ hội văn hóa giới thiệu về văn hóa của các đất nước này, buổi triển lãm ảnh và tranh này. Đó ở giới thiệu về văn hóa thì từ 1 giờ sẽ có cái nghe nói là mình có thể tham gia vào những chương trình như là làm cái bát này, đan sự khiêu vũ của Brazil này và làm món gyoza đúng không ạ? Đó tôi thì muốn thử làm đây tôi muốn thử làm chawan này đúng không và Emily thì thế nào đấy rủ bạn này cùng đi đúng không ạ rủ bạn này cùng làm chawan đấy sau đó thì chúng ta cùng nhau đi đến quán giải khát mà có bánh kem ngon để ăn nhé đúng không rồi nếu như mà Emily muốn xem cái gì đó thì chúng ta có thể cùng nhau đi xem tên đăng cai chẳng hạn buổi triển lãm vậy thì bạn này rủ Emily đi cùng làm gì đúng không muốn cùng làm gì bạn này đúng không ạ thứ nhất là tham gia vào đây cái này đều có đúng không rồi ok mình so sánh phần sau thôi nhé nào sau đó thì đi đến tên Sau đó thì muốn đi đến đây Không phải nha các bạn Nếu như bạn này muốn thì mình mới đi thôi đúng không Chứ không phải là bạn Châu này chủ ý muốn làm nhá Tiếp theo là đi đến cái quán này Và đi xem cái này đúng không Đi xem cái này là không phải nha các bạn Tiếp theo là đi xem cái này rồi đi đến đây Đi xem đi xem tên đăng cai là không phải nha mọi người Cái bạn Châu này chỉ rủ là Đi tham gia vào cái việc làm cái bát này đúng không Và sau đó đi đến quán giải khát thôi Đáp án một nha mọi người Câu số 3 nào trong trường hợp mà có nguyện vọng giải thích đúng không? thì đây uh, người ta nói người này được nói là nhất định là hãy thông báo cái gì ngoài cái ngày mong muốn ra đúng không? đấy ngoài ngày mong muốn ra thì nhất định phải thông báo thêm cái gì nữa rồi mình sẽ bỏ qua cái đoạn này nhá đây rồi trong trường hợp mà quý khách mong muốn được giải thích thì hãy thông báo đây thông báo này là ngày mong muốn và gì và có sử dụng cái Messi này không đúng không đấy có sử dụng cái đấy không đúng ạ đấy có sử dụng hay không đấy các bạn đáp án một đấy à tiếp theo đó là thời gian thì không cần nữa nha mọi người rồi và có sử dụng không đúng không tiếp theo đó là có nguyện vọng về giải thích về các sản phẩm khác hay không và có nguyện vọng giải thích về các sản phẩm khác cùng với thời gian nguyện vọng là không phải các bạn đấy chỉ cần đọc cái câu này thôi đúng không ạ Ok, nhưng mà đương nhiên là mình cũng phải đọc lướt qua thông tin cả bài một chút nhé. Những thông tin khác thì mình thấy là không có liên quan rồi đúng không ạ? Tiếp theo đó là về việc đánh răng buổi sáng. Thì mình hiểu được cái điều gì từ đoạn văn này? Dưới đây là một bài báo trên một tạp chí nọ. Theo một cuộc điều tra, điều tra 3.000 người, đúng không? Những người mà đánh răng buổi sáng, xem là, hỏi xem là người ta sẽ đánh răng vào trước ăn, sau ăn hay cả trước và sau ăn. Thì nếu mà theo giới tính, nam giới và nữ giới thì những người trả lời rằng là đánh răng sau ăn thì là nhiều nhất, nam giới là 64 còn nữ giới là 72%, sau đó là đến nam giới trả lời đánh răng trước ăn và nữ giới trả lời đánh răng sau và trước ăn. Nếu mà xét về tuổi tác thì ở các lứa tuổi, ở các lứa tuổi đúng không? Người trả lời cái câu trả lời nhiều nhất quả nhiên là đánh răng sau ăn. Tuy nhiên, cái tỷ lệ đó Rồi, đánh răng sau ăn là nhiều nhất nhá, nhưng tỷ lệ đó này thì um, cái độ tuổi càng tăng lên nistagate là tuổi càng tăng lên đúng không thì làm sao ạ thì những người trả lời là sau ăn thì sẽ giảm đi và trước ăn thì sẽ tăng lên đấy rồi quả nhiên là như vậy thì trong nhà tôi tôi và bố mẹ tôi thì sẽ đánh răng sau ăn còn ông tôi thì sẽ đánh răng trước ăn ok vậy thì mình hiểu được cái gì từ đoạn văn này nha các bạn thứ nhất đó là nam giới người mà trả lời rằng là đánh răng trước ăn nhiều hơn người trả lời là đánh răng sau ăn nhiều hơn có đúng không các bạn. Nếu về giới tính này thì người trả lời đánh răng sau ăn là nhiều nhất, đúng không? Cho nên cái câu này là hoàn toàn sai. Câu số 2, đó là nữ giới những người trả lời là đánh răng trước và sau thì nhiều hơn những người trả lời là trước, đúng không? Ok, thế bây giờ mình xem câu này nhá. Trên này người ta nói nữ giới này thì nhiều nhất là sau. Sau đó là đến trước và sau đấy mình chỉ xét nữ giới thôi nhé, không xét nam giới nha các bạn. Vậy thì suy ra cái người mà trả lời là đánh răng trước ăn còn ít hơn cái số này nữa, đúng không? Cho nên câu này của mình là đúng đúng ạ. Người trả lời là đánh răng trước và sau ăn thì sẽ nhiều hơn những cái nữ giới trả lời là đánh răng đúng rồi trước ăn đúng ạ. Câu này chính xác nha các bạn. Tiếp theo không liên quan đến việc phân biệt tuổi tác, phân biệt theo giới tính là sao nha các bạn? Người ta có phân chia theo giới tính mà đúng không? Tiếp theo. Đó là tuổi càng cao này thì những người so với những người mà trả lời là đánh răng sau ăn thì những người trả lời đánh răng trước ăn nhiều hơn là sai cho các bạn. Đấy, ok, đáp án 2 nha mọi người. Tiếp theo. Rồi, nhân vật tôi này khi còn trung học thì là một học sinh như thế nào? Có cái câu này thì có cái suy nghĩ, đó là suy nghĩ như thế nào? Và có cái câu này thì bây giờ nhân vật tôi tại sao lại nghĩ như thế? Đây, tôi từ khi còn bé rất là thích vẽ tranh. Và tôi thường được người khác khen là vẽ tranh đẹp Tuy nhiên các môn học khác như là toán học hoặc là ngoại ngữ Thì tôi lại học không được tốt cho lắm Khi mà tôi năm 2 của trung học Thì tôi và mẹ tôi đã được giáo viên nói rằng là Ai xả thì thành tích học mỹ thuật rất là tốt Nhưng mà những môn học khác thì em phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé Và mẹ tôi thì đã nói với tôi là Đây mẹ tôi giấu ngoặc nhé Dấu ngoặc thì mình phải xem cuối dấu ngoặc là gì. Đây, mẹ tôi đã nói với tôi là "Ai sàng con đã rất là cố gắng học nhỉ, nhưng mà vẫn không có điểm tốt trong các bài kiểm tra. Tuy nhiên, là mẹ nghĩ như thế thì cũng không vấn đề gì, như thế thì cũng được. Và bởi vì là ai sàng thích và giỏi vẽ tranh, cho nên mẹ mong muốn là con sẽ phát huy điều đó." Mình có no ba sự này của mình có cái là kéo dài ra, có nghĩa là phát huy nha các bạn. Các bạn chú ý cách dịch nhá. Chú ý là người ta sẽ mang nghĩa là phát huy cái điều đó. Con giỏi cái nào thì con cứ phát huy cái điều đó. Ý của bà mẹ là như thế đúng không ạ? Ok, thế thì đến đây mình có thể trả lời câu 28 đó là Cái nhân vật tôi này thì ngày xưa đúng không? Hồi cấp 2 là em bé như thế nào? Thứ nhất là thích vẽ tranh. Đúng, đúng không? Và là một người mà thành tích các môn học đều không tệ là sai nha các bạn. Tiếp theo là một người thích vẽ tranh. Đúng không? Nhưng mà các môn học ngoài mỹ thuật ra thì lại không được tốt lắm. Đúng không mọi người? Rồi đáp án 2 đấy ạ là một người mà chỉ toàn vẽ tranh thôi và thành tích mỹ thuật thì cũng không được tốt đúng không là sai nha các bạn tiếp theo giỏi vẽ tranh này và cho dù là môn học nào thì cũng cố gắng và được giáo viên khen là sai nha các bạn rồi giỏi vẽ tranh nhưng các môn khác thì không được giỏi lắm đúng không ok câu tiếp theo sau đó thì giáo viên cũng đã nói với tôi rằng là cô thì hiểu rõ cái suy nghĩ của mẹ em như thế đúng không tuy nhiên ai sáng này nếu như mà trong quá trình học có gì không hiểu thì em lúc nào cũng được em hãy hỏi lại cô nhé đấy thế thì suy nghĩ của mẹ như thế là suy nghĩ như thế nào thứ nhất mình xem là suy nghĩ của mẹ là suy nghĩ như thế nào nhé mẹ nói gì với con nhé đó là gì thứ nhất là trong các môn mà mình cần phải giỏi đó đúng ạ bởi vì là cho dù không có thành tích tốt cũng được đúng không và muốn con gái phát huy cái môn sở gọi là sở trường của con đúng không cái điểm mạnh của con đúng ạ đúng không các bạn các môn khác thì con không cần giỏi cũng được mẹ nói rằng là đây số đề y, đúng không như thế là cũng được rồi không vấn đề gì và mẹ mong con là cứ phát huy cái môn sở trường của con nhá đấy đáp án một nha các bạn tiếp theo đó là muốn cho con phát huy cái môn mà con giỏi đúng ạ và nhưng mà trong tất cả các bài kiểm tra thì vẫn phải cố gắng để có điểm tốt nữa là không phải nha các bạn thứ ba này nếu như mà có gì mà không hiểu thì cứ hỏi cô giáo đúng không nhưng cái này là cô giáo nói chứ không phải là mẹ nói đúng ạ tiếp theo đó là nói với con rằng là gì rằng là những môn mà con kém này hay là những môn mà con uh, giỏi này thì môn nào con cũng phải cố gắng hơn nữa là không phải nha các bạn. Ok. Tiếp theo, sau đó thì tôi cũng đã cố gắng thường xuyên hỏi giáo viên nhiều hơn nhưng mà thành tích của tôi thì cũng không thay đổi là mấy. Tuy nhiên mẹ tôi thì tuyệt đối không một lần nào nói với tôi rằng là con việc học của con thế nào rồi và vẫn để cho tôi vẽ tranh một cách tự do. Sau đó thì tôi đã tốt nghiệp trường đại học chuyên môn mỹ thuật đúng không? Chuyên ngành mỹ thuật đúng không ạ? và bây giờ thì tôi đang biến cái việc vẽ yêu thích của mình thành công việc nhé tôi rất là muốn nói với mẹ tôi khi đó lời cảm ơn đúng không ạ vậy thì tại sao nhân vật tôi bây giờ lại nghĩ rằng là muốn nói với mẹ lời cảm ơn thứ nhất bởi vì nhờ vào việc rồi nhờ vào việc nhé mẹ nói với cnc mẹ nói với giáo viên là mình giỏi vẽ tranh đúng không đấy cho nên mình có sự tự tin và có thể trở thành một người uh, có thể sống tốt ấy là không phải các bạn thứ hai nào đó là cái việc mà đây nhờ vào việc mẹ đã chỉ cho mình rằng là cái việc mà thành tích không tốt thì cũng không phải là điều gì tệ cả cho nên mình đã mở rộng suy nghĩ ra đúng không là không phải nha các bạn mở rộng suy nghĩ là không phải nhé tiếp theo là mẹ đã không để ý đến thành tích đúng không đấy và uh, cho phép mình phát huy được, được cái năng lực vẽ tranh của mình cho nhân vật tôi này phát huy năng lực vẽ tranh đúng không cho nên mà đã có thể đi được trên con đường mà mình yêu thích đúng không mọi người đáp án ba đấy ạ Tiếp theo đó là nhờ vào việc mẹ đã chỉ cho tầm quan trọng của việc hỏi cho nên mà trở thành một người mà có thể làm mọi thứ một cách chủ động là sai nha các bạn làm làm mọi thứ một cách tích cực đúng không không phải nhá đấy nhờ vào mẹ không để ý đến thành tích mà cho phép mình phát huy được năng lực của mình đúng không cho nên mà có thể đi trên con đường mình yêu thích nha các bạn đáp án 3 nha mọi người câu 31 nào đó là để mà bán được cái đồ uống tốt cho sức khỏe này đúng không thì công ty đã thay đổi như thế nào tiếp theo có cái câu này thì là tại sao có thể nói như thế tiếp theo có cái câu này thì là đã thay đổi như thế nào rồi những sản phẩm mà đã có từ trước đến nay thì cũng có trường hợp đó là gì nó được bán gọi là bán chạy đúng không bán chạy trong một thời gian ngắn luôn đấy ạ bán rất là chạy luôn rồi vậy thì trước hết cái mà được nêu ra với vai trò là lý do cho việc đó là gì ạ là các xí nghiệp đã thay đổi cách bán so với từ trước đến giờ ví dụ như là có cái món đồ uống King Kodorin cự này mà đã bán với vai trò là đồ uống vì những người làm công ăn lương mà rất là mệt những người công nhân rất là mệt mỏi đó đúng ạ thì làm sao ạ người ta đã sử dụng các ca sĩ nữ đẹp xinh đẹp và đã tuyên truyền về cái món đồ uống này và nghe nói là những học sinh nữ thì cũng mua rất là nhiều thêm nữa đó là chỉ bằng cách thay đổi hình dáng và màu sắc của bao bì và thay đổi tên của sản phẩm mà gì mà những sản phẩm đã được bán ra mấy chục năm rồi đúng không đấy các sản phẩm từ lâu năm rồi đúng ạ vẫn tiếp tục lại được bán chạy đây chính là sức mạnh to lớn của hình ảnh đúng ạ ok vậy thì cái đồ đinh cự này cái đồ uống đồ đinh cự này đúng không thì công ty đã thay đổi như thế nào để có thể bán chạy nó thứ nhất là thay đổi về cách tuyên truyền hình dáng hình dáng của bao bì là sai nha các bạn tên của sản phẩm là sai nha các bạn và hiệu quả là sai nhá. Đáp án một đúng không? Đây, chính là cái này đấy ạ. Đấy, sử dụng các ca sĩ để tuyên truyền, để quảng cáo về nó đúng không? Còn cái thay đổi bao bì này là cái sản phẩm mà đã có từ lâu năm rồi. Xong bây giờ mình chỉ cần thay đổi màu sắc hình dáng của bao bì và thay đổi tên thôi là lại bán chạy đúng không ạ? Sức mạnh của hình ảnh rất, rất là lớn đúng không? Tại sao có thể nói như thế? Bởi vì chỉ bằng việc thay đổi hình ảnh mà làm cho người ta có thể làm cho người ta cảm thấy là hiệu quả của sản phẩm này tăng cao có phải là hiệu quả tăng cao không ạ rồi không phải nha các bạn tiếp theo thứ hai đó là gì đó là hình ảnh tốt mà các sản phẩm có ấy thì cho dù thời gian trôi qua cũng không cần thiết phải thay đổi là sai nha các bạn người ta nói rằng là gì thay đổi bao bì này và thay đổi tên đúng không chỉ bằng việc đấy thì các sản phẩm có từ lâu năm rồi lại được bán chạy thế thì phải là cái nào ạ đó là nếu như bán ra các sản phẩm mới mà hoàn toàn khác với các sản phẩm cũ là sai nha các bạn rồi, bằng cái việc mà mang đến cái hình ảnh khác so với trước của cùng một sản phẩm, đúng không? Thì lại bán chạy đúng không ạ? Cùng một sản phẩm đấy, nhưng mà mình mang đến một cái hình ảnh khác thì nó lại được bán chạy nha các bạn. Đáp án 4 nha mọi người. Câu số 33 đó là cách mua thay đổi thì là thay đổi như thế nào? Mặt khác, cũng có một ví dụ như sau đây. Đó là rồi một loại sô-cô-la giá rẻ mà được bán ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Nhật thì ở một thành phố nọ trong một thời kỳ nọ Thì đã bán hết đúng không? Và khi mà công ty sô-cô-la đó thử tìm hiểu Thì nghe nói Rồi ở thành phố đó um, Đã có lan truyền cái tin đồn Đối với các học sinh học cấp 3 đó là gì? Đó là nếu như mà có cái sô-cô-la uh, này đúng không? Thì nhất định sẽ đỗ kỳ thi Giống như các bạn hay đi thi hay mua KitKat đấy mọi người Đúng không? Cái sô-cô-la đấy đấy ạ Ok Tiếp theo đó là Và các bạn học sinh thì trước kỳ thi này thì đã mua nó để cho, để bo, bỏ vào cặp Đúng không ạ? Cho vào cặp đấy ạ Cái điều này Thì uh, có thể nói là Một cái ví dụ mà nó được bắn chạy Nhờ vào, không phải là nhờ vào Cách bán mà là nhờ vào cách mua đã thay đổi Nha các bạn, ok? Thế thì cách mua thay đổi này Có nghĩa là như thế nào? Thứ nhất Đó là nó không bị ảnh hưởng bởi tin đồn là sai nha các bạn Tiếp theo là So với những cái sô-cô-la đắt tiền Thì sô-cô-la rẻ tiền được mua nhiều hơn đúng không? Là sai nhá. Tiếp theo Đó là người ta đã mua sô-cô với mặc dù là ngoài cái mục đích ăn uống ra đúng không thì người ta vẫn mua sô cô la đúng không ạ? Đúng không các bạn? Người ta chỉ mua cho bà cặp để lấy may mắn thôi. Ok. Tiếp theo, đó là bởi vì là đỗ kỳ thi cho nên mà, mà không lựa chọn thời kỳ mà vẫn mua sô cô la đúng không? Có nghĩa là mua mua sô cô la bất cứ bất cứ lúc nào đúng không ạ? Nhưng mà không phải người ta chỉ mua trước kỳ thi thôi nha các bạn. Ok, tiếp theo nào. Theo đoạn văn này thì Nhà hàng này là nhà hàng như thế nào? Có cái từ bakery này là tại sao đúng không? Ok, okayu này, cái người mà đã làm món này thì là ai? Rồi, việc không thể quên này thì là không thể quên cái gì? Đây, hôm trước thì tôi cùng với những người bạn thời đại học để kỷ niệm 20 năm ngày tốt nghiệp thì chúng tôi đã ăn tại một nhà hàng món ăn Pháp và nhà hàng này thì không thể đặt trước và rất là nổi tiếng Đấy, các món ăn của nhà hàng này đúng không? thì từ súp này đến salad cái nào cũng thật sự rất là ngon dịch vụ cũng là hàng đầu đúng không ít hàng đầu nha các bạn và ai đó thì đã nói đùa làm cho cười có nghĩa là gì nói đùa rằng là giá cả cũng là hàng đầu đúng ạ đấy dịch vụ cũng hàng đầu giá cả cũng hàng đầu có là giá không đắt đúng không nào thứ nhất là nhà hàng lúc nào cũng đông giá thì không đắt không đắt là sai nha các bạn đúng không tiếp theo và dịch vụ cũng tạm tạm là sai nha mọi người người ta khen là hàng đầu đúng không rồi giá đắt nhưng mà được yêu thích này và dịch vụ cũng như vị thì đều rất là tuyệt vời đáp án 2 đúng không? Tiếp theo đó là rất là ngon, được yêu thích, giá cả thì đắt và dịch vụ thì lại không tốt lắm, sai nhé các bạn. Khó đặt à khó đặt trước này, rồi là ngon, giá rẻ, sai nhá. Ok. Micri là tại sao nha? Rồi, không biết từ lúc nào mà câu chuyện đã chuyển sang là chuyển sang cái vấn đề đó là những cái món mà chúng ta đã ăn từ trước đến nay Trong số những món mà chúng ta đã ăn từ trước đến nay Thì món nào là ngon nhất Đấy Không biết từ lâu nào lúc nào câu chuyện đã chuyển sang cái đề tài này đúng không Rồi Ví dụ như là ví dụ như là món sushi ở khách sạn này Hay là món bít đúng không Ở cái mà đã ăn ở nhà hàng này Đấy Thì trong số những cái món Ở cửa hàng nổi tiếng mà lần lượt được đưa ra Thì Yamashita Đã nói Đây bởi vì đã nói rằng là Tôi nghĩ là cái món ngon nhất từ trước đến giờ Thì đó chính là món Okayu Okayu này có nghĩa là món cháo đấy mọi người Đấy và mọi người đều rất là ngạc nhiên đúng không Mọi người đang liệt kê ra rất là nhiều những cái món ăn khác nhau đúng không ạ Thì các bạn này lại nói rằng là tôi nghĩ món mà ngon nhất đó là món cháo đúng không ạ Ok rồi tiếp tục nhá Đó à, là câu chuyện khi mà anh ấy còn là học sinh Và anh ấy sống một mình tại trung à, cư đúng không ạ vào một hôm nọ thì anh ấy bị sốt và bị cảm cúm và sốt lên đến 40 độ. 3 ngày liền thì đã nghỉ học. Đấy, nghe nói là có cái chuyện như thế. Máy không hạ sốt được đúng không? Và cứ ở cứ ngủ ở trong phòng suốt. Sau đó thì một người bạn cùng lớp đã đến để xem tình hình và sau đó thì đã nấu món cháo này cho anh ấy. Cho tới lúc đó thì anh ấy không cho qua cổ được cái gì ấy mọi người có nghĩa là không nuốt nổi cái gì đúng không? Không nuốt nổi cái gì nhưng mà cuối cùng thì cũng đã hạ sốt và cái món nô này cái món mà lần đầu tiên anh ấy cho vào miệng đó chính là món cháo mà người bạn đó đã làm đúng ạ cái món cháo này thì màu trắng rất là mềm nó được làm chỉ bằng gạo thôi chứ không hề có trứng không có rau cũng chẳng cho vào cái gì hết đúng ạ tuy nhiên anh ấy có thể cảm nhận khi đó thì có thể cảm nhận được từ trái tim của mình rằng đó là một cái món rất là ngon và cho đến bây giờ đã hơn 20 năm trôi qua rồi nhưng vẫn không thể quên được được không ạ OK. Thế thì cái ngạc nhiên này, đúng không? Thì là tại sao? Thứ nhất bởi vì anh Yamasta thì đã nói một cái món nổi tiếng hiếm có mà mọi người chưa từng nghe là sao nha các bạn. Tiếp theo anh này thì đã nói một cái món cháo mà đã ăn ở nhà hàng này là không phải nhá. Cháo này là bạn làm nha các bạn. Yamasta thì đã nói tên của một món ăn mà mọi người không tưởng tượng ra, đúng không? Không thể tưởng tượng nổi đúng không ạ? Đó không dự đoán trước được. Yamasta thì đã đây bởi đã nói là À, đã ăn cháo khi mà đúng không? Đã ăn cháo khi mà sốt 40 độ Đó không phải nha các bạn? Đấy đáp án 3 nha mọi người. Ok, cái món này là ai làm? Mình vẫn chưa biết được ai làm đúng không? Đây mình đọc tiếp nhá. Rồi, tôi thì đã hỏi cô vợ ngồi ở bên cạnh anh ấy là người bạn đó thì là Yoko là cậu phải không? Đấy, người người mà đã nấu cháo đúng không? Thì là cậu phải không? Và cô vợ thì đã cười và nói rằng là ừ, đúng như vậy đấy. Vậy thì mình thấy món cháo này là do ai làm? Do cô vợ của Yamashita làm đúng không? Đấy, đáp án 4 nha các bạn. Tiếp theo không thể quên là không thể quên cái gì? Vị của món của món cháo đúng không? Mà đã được nấu cho khi bị cầm cúm. Thứ hai là vị của món cháo mà đầy đủ chất dinh dưỡng, có các thứ thứ rau trứng này thì nó không phải nha các bạn. Cái món đấy chỉ là cháo trắng thôi, không có gì hết đúng không? Rồi, tiếp theo đó là không thể quên được việc người bạn đã nấu cháo cho mình và đến thăm mình khi mà bị ốm đúng không? Là không phải nha các bạn. Tiếp theo, không thể quên được việc nhờ vào cháo của người bạn đã nấu cho mình mà mình đã nhanh chóng bị nhanh chóng khỏi là sai nha các bạn. Đáp án 1 thôi nha mọi người. Đấy, nhớ vị của món cháo mà người bạn đã làm cho thôi đúng không ạ? Ok. Bài tiếp theo tìm thông tin nha mọi người. Đây mình có những cái thông tin này thì các bạn à, có thể đọc qua nhá. Người này muốn tham gia cái gì đó đúng không? Đây những cái memo này mọi người chỉ cần quan tâm cái memo này thôi. Đó là gì? Từ ngày 14 đến ngày 18. Rồi, muốn À, tạo muốn có cái thời gian để trải qua trong tự nhiên thiên nhiên này muốn ở trọ lại này đúng không và một người thì phải là dưới người lớn thì dưới một man đúng không ạ đầu tiên mình xét về thời gian trước 14 đến 18 đây là 16 đến 31 đúng không 17 18 15 16 Ok nào 14 đến 18 nha các bạn tiếp theo là người này muốn đây He Khairi đi là đi về trong ngày, đúng không? Nhưng ngày này muốn ở trọ lại thì mình sẽ loại một với hai. Tiếp theo là người này muốn người lớn dưới một man mà thằng này một man hai mới rồi mình sẽ loại được cái 4 nữa là còn ba rất là dễ đúng ạ? Ok. Tiếp theo là người muốn tham gia chương trình này thì phải làm thế nào? Tham gia cái này nhé. Tham gia cái này. Đây, đây là cái một này, đúng không? Chương trình đi về trong ngày này thì phương pháp đăng ký là ngày hôm đó thì sẽ đăng ký trực tiếp ở quầy lễ tân chứ không cần đặt trước đúng không? Rồi không cần đặt trước nha các bạn. Tiếp theo đó là phương pháp thanh toán này. Phương pháp thanh toán đó là đi về trong ngày thì ngày hôm đó sẽ thanh toán bằng tiền mặt luôn đúng không? Vậy thì mình thấy ngày hôm đó chứ không phải trước một tuần đúng không? Không phải trước ngày hôm trước nha các bạn, ngày hôm đó thì đăng ký luôn và thanh toán chuyển khoản trong vòng 3 ngày là sai nha các bạn. Rồi, ngày hôm đó thì đăng ký và đồng thời là trả tiền mặt luôn nhé các bạn, bốn nha mọi người. Ok. Các bạn xem có gì không hiểu thì hỏi anh xem nhé. Xin chào các bạn, chúc các bạn học tốt.